Hello cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay mình ăn làm qua mình ăn bánh tráng cuốn tay heo, hôm nay mình ăn bánh canh. Bánh canh xương ống. Trời ơi hấp dẫn không? Ừ. Hấp dẫn chưa? Với cái bọt một tí đi cả nhà, xong rồi bắt đầu mình nêm nếm. Mình nêm nếm đao vào đó, bắt đầu mình mới bỏ trứng cút vào. Bánh canh là cuối cùng nghe cả nhà. Đó, bánh canh là cuối cùng, tại bánh canh là bánh canh bún. Nên là bánh canh gạo á, là mình phải trụng, còn là bánh canh bún là không cần, mình bỏ vô tô xong mình múc mình ăn luôn. Ừ. Rồi cái này mình đang hấp chả cá này cả nhà. Đó, chả cá hấp á, mình hấp lại. Mình mua mình để mấy ngày rồi. Đó, bây giờ mình hấp lại cho nó nóng. Cho nó nóng rồi bắt đầu mình xắt ra dĩa. Nhức nách chưa? Mấy hôm mình thích ăn chả chả cá chiên lắm cả nhà, xong tự nhiên gặp cái ông này ông bán chả cá Nha Trang, cái đầu cái tự nhiên mình ăn cái chả chả chiên nó không có ngon bằng chả hấp. Khi mình ghiền ăn chả hấp luôn. Rồi bánh canh đây cả nhà ơi, bánh canh bún nha, còn bánh canh gạo là mình phải trụng, còn cái này không cần trụng cả nhà. Mình chỉ cho nó rỡ ra. Nó rỡ ra xong rồi bắt đầu cái cả nhà bỏ vô tô ăn bao nhiêu bỏ vô như xong mà múc cái nước lèo xô này là ok cả nhà. Đó, rồi bây giờ mình nêm nếm đâu vào đó, bắt đầu mình mới bỏ trứng cút vào nha. Đây, trứng cút đây. Trứng cút mình lột sẵn rồi đây. Làm gì làm cũng ly cà phê. Cũng ly cà phê, ly cà phê. Trời ơi nó đã. Nó đã không có gì bằng luôn. Ngủ dậy là không chưa cần ăn cả nhà, phải cần ly cà phê trước. Nhưng mà cà phê chế cũng được, rồi cà phê gói cũng được, đại khái là ok. Rồi bên này là nóng ok rồi đó cả nhà. Đó, ok giờ mình tắt bếp cho nó nguội. Một chút nữa mình xắt ra miếng miếng theo ý thích cả nhà nha. Rồi nêm nếm đâu vào đó vừa ý rồi cả nhà ơi. Bắt đầu mình bỏ trứng cút vô cho nó nóng nha cả nhà. Tại mình lột từ hồi sớm đến giờ rồi đó. Rồi đậy xong. Đây bên đây mình nấu xong nhỏ nè. Cho mấy hôm là mình nấu xong lớn. Rồi ok. Xong. Vừa ăn rồi đó cả nhà. Vừa ăn theo ý thích cả nhà mình nha. Rồi lau cái bếp sạch nữa là tắt là xong. Ok. Mời cả nhà ăn món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày với mình nha. Ok.